Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 9 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và các đồng chí lãnh đạo tỉnh có liên quan. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản kết luận có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, thiếu kiểm tra giám sát, không kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bộ chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra thanh tra, để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, để huyện Tứ Kỳ vi phạm luật đầu tư công và luật xây dựng. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật, khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026, cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Xuân Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bộ chính trị quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong đảng và trình ban chấp hành trung ương đảng xem xét thi hành kỷ luật. Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh. Thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát để một số tổ chức cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Đồng chí Nguyễn Dương Thái trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, buông lỏng quản lý, điều hành để cán bộ cấp dưới vi phạm khuyết điểm, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ban bí thư quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Đồng chí Lương Văn Cầu trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, ủy viên ban cán sự Đảng, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khiển trách. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với đồng chí Phạm Mạnh Cường, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Y tế Hải Dương. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Trọng Hưng, nguyên giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hải Dương.